Hey, xin chào các bạn. Khi mà các bạn sử dụng MacBook mà các bạn cắm dây mạng trực tiếp sử dụng Internet trên MacBook của mình mà mình muốn chia sẻ cái kết nối mạng từ dây đó cho một cái thiết bị khác của mình như là iPhone hay là một cái điện thoại khác qua Wi-Fi thì mình có thể làm trực tiếp ngay trên MacBook của mình mà không cần cài phần mềm gì cả. Apple support cho mình làm cái chuyện này. Đây. Các bạn vào phần System Preference, sau đó các bạn chọn Sharing. Ở đây, cái mục Internet Sharing nha các bạn. Đây. Ở cái phần này thì cái điều đầu tiên các bạn cần phải xác định đó là các bạn đang sử dụng Internet từ cái cổng nào. Ở đây mình đang sử dụng Internet từ cái cổng USB, cái adapter USB chuyển qua RJ45 của mình. Đó, ngoài ra thì Apple nó cũng bán thêm một cái adapter là chuyển từ Thunderbolt qua RJ45, tức là cái cổng cáp mạng của mình đó các bạn. Đó, nếu mà các bạn sử dụng cái cổng đó thì các bạn chọn trên này. Còn mình thì hiện tại mình đang sử dụng cái này. Đó, USB Internet. Đây, mình chọn ở đây. Rồi, sau đó mình chọn chia sẻ qua Wi-Fi. Đó. Sau khi mình chọn ở đây thì các bạn có một cái option khác là các bạn đặt password cho cái wifi. Nếu mà các bạn không đặt password đó, thì nó sẽ hiện như thế này nè các bạn. Đó. Thì mình chia sẻ cái kết nối ra mà mình không đặt password thì ai muốn vào cũng được hết á. Đó. Đó. Nên các bạn, mình khuyên các bạn là nên đặt password. Đó. Ở đây. Thì mình cứ đặt password là cái gì đó đơn giản thôi. Đó. Sau khi các bạn đặt password thành công rồi thì các bạn check vào cái mục này, check vào cái checkbook này, Internet Sharing này, các bạn chọn tắt đó. Đó thì cái biểu tượng wifi của mình nó sẽ chuyển sang cái chế độ sharing nha các bạn. Đó thì bây giờ các bạn sử dụng cái điện thoại của các bạn là các bạn vào một cái access point tên là tên mà các bạn đã đặt ở trong cái phần setting đó đây. Đó. Rồi, chúc các bạn thành công. Cảm ơn các bạn.